Trong đây là 7 câu hỏi mà các thí sinh sẽ phải trả lời và các thí sinh sẽ bốc câu hỏi của mình. Đầu tiên Khánh Hoàng xin mời thí sinh Diễm Khi Liên Nguyễn là người trả lời đầu tiên. Câu hỏi của Diễm Khi Liên Nguyễn như sau. Theo bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người phụ nữ cần phải có công dung ngôn hạnh hay không? Trước khi trả lời câu hỏi, Diễm Khi Liên xin chào toàn thể ban giám khảo cùng tất cả các quý vị quan khách ở đây. Theo Diễm, bốn chữ công dung ngôn hạnh, chữ nào cũng đều có ý nghĩa và có cái hay riêng của nó, có cái hay, cái đẹp riêng của nó. Công á, là công, nữ công gia chánh. Dung có nghĩa là nhan sắc. Còn ngôn thì có nghĩa là lời ăn tiếng nói. Hạnh thì là đức hạnh. Mà bốn chữ này thì nó rất là đẹp và có ý nghĩa. Thì thật sự mà nói thì nó phải gắn liền với một cái gì đó đẹp. Chẳng hạn như là một người phụ nữ, đó là cái vẻ đẹp tượng trưng của chúng ta. Thì công dung ngôn hạnh nếu mà được gắn liền với một người phụ nữ nữa thì cái đẹp nó sẽ tăng thêm cái đẹp. Cho nên là cái chữ công dung ngôn hạnh này nó rất phù hợp với phụ nữ hiện đại và có thể là phụ nữ sau này nữa. Cục Diễm xin hết. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của thí sinh mang số 6, Diễm Khi Liên Nguyễn. Chúng tôi mời thí sinh tiếp theo. Vâng, và xin được mời thí sinh Ngô Thanh Hương mang số báo danh 09. Không được lựa, nhắm mắt bóp đại. Xào xào rồi bóp cái nào cái. Cũng giống nhau. Ok. Cố gắng anh chị. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra ha. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to cho ủng hộ cho thí sinh này được không ạ? Cô rất là rung, Khánh Hoàng đã nghe hơi thở. Nhìn các thí sinh mà Hoàng Yến nhớ là hồi xưa đi thi cũng rung gấp mấy lần vậy luôn á. Lên sân khấu mà muốn xỉu ở trên đó luôn. Rung mà còn đậu giải cao vậy nữa. Chắc nhờ rung. Ok, bây giờ là câu hỏi của chị. Ai là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của bạn? Xin hết. Trước tiên cho em xin chào ban giám khảo và các khán giả có mặt đêm nay. Người mà ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của em là chị của em. Vì hồi lúc má em chết, lúc em mới 2 tuổi, chị em hy sinh nuôi em, dạy dỗ em đến bây giờ mới có ngày hôm nay. Em xem xin hết. Phải là một câu trả lời rất bất ngờ và rất xúc động. Dạ. Mà nghĩ nghe mà nhiều khi cũng thấy rưng rưng giùm luôn. Dạ. Vâng, tiếp theo là phần thi ứng xử của một thí sinh Thúy Nga Trần. Mà chị lựa chọn câu hỏi của mình. Đang thi nha em, không phải tấu hài đâu nha. À, chị cho em xin. Khánh Hoàng đã quen Thúy Nga ở ngoài cho nên Thúy Nga là có những câu hỏi trả lời rất là hay. Hy vọng là Thúy Nga sẽ trả lời câu này rất độc đáo. Wow, đây là một câu hỏi khá là ấn tượng. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Câu tục ngữ trên có còn phù hợp trong xã hội hiện đại hay không? Xin mời chị. Rung quá. Lời đầu tiên, Thúy Nga xin trân trọng kính chào ban tổ chức. Xin chào hội đồng ban giám khảo. Và Thúy Nga xin chào quý vị khán giả đêm nay đã ủng hộ Thúy Nga rất là nhiệt tình. Xin cảm ơn.
Đối với Nga, cái câu tục ngữ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đối với Nga, với cái thời đại xã hội như bây giờ thì Nga cảm thấy nó chưa đủ. Trong một gia đình hai vợ chồng thì Nga nghĩ hai người cùng xây tổ ấm, xây nhà thì Nga nghĩ là nền tảng gia đình sẽ hạnh phúc và vững chắc hơn. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Thúy Nga Trần với câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo chúng tôi sẽ mời thí sinh Bích Dự Phùng. Mời em. Mời chị lựa chọn câu hỏi của mình. Câu hỏi dành cho Bích Dự Trần như sau. Bích Dự Phùng ạ. Một người phụ nữ được xem là thành đạt, theo bạn phải hội đủ những yếu tố nào? Trước khi Bích Dự trả lời câu hỏi, xin cho Bích Dự gửi lời chào trân trọng nhất đến ban giám khảo và toàn thể các quý vị khán giả có mặt tại đêm hôm nay. Để xem là một phụ nữ thành đạt, nó có hai yếu tố. Thứ nhất, đảm việc nhà và giỏi việc nước. Đảm việc nhà là một người phụ nữ của gia đình thì mình nên làm cho gia đình mình, cho chồng và con được vui vẻ, hạnh phúc, sống trong một không khí tràn ngập tiếng cười. Còn giỏi việc nước, phụ nữ ngày hôm nay ra xã hội làm rất là nhiều công việc và làm tốt được các công việc ngoài xã hội thì sẽ là một người phụ nữ thành đạt. Bích Dự xin hết ạ. Cảm ơn thí sinh Bích Dự với câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo chúng tôi xin mời thí sinh mang số báo danh số 3, đó là Thu Hoài Nguyễn. Em còn 3 chọn lựa. Vâng, và câu hỏi của chị như sau. Bạn có ủng hộ việc giải phẫu thẩm mỹ của người phụ nữ hay không? Wow. Nói cẩn thận bác sĩ Michael Đào ngồi dưới đó. Trước hết cho Thu Hoài gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi này để cho Thu Hoài có mặt trong ngày hôm nay. Và sau nữa cảm ơn chúc sức khỏe đến ban giám khảo và các quý khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hoài xin trả lời câu ứng xử của mình. Thật ra thì cái ngành nghề của Hoài là ngành nghề spa và giải phẫu thẩm mỹ. Nếu mà nói không thì nó cũng không có được. Nhưng theo Hoài thì thường Hoài hay tư vấn cho khách rằng những cái gì khiếm khuyết mà để cho chị cảm thấy thật sự không đủ tự tin để giao tiếp ngoài xã hội hoặc là vì một công việc nào đó thì chị nên đi làm giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng giải phẫu thẩm mỹ không thể chị đẹp rồi, chị muốn đẹp lên nữa thì cái đó nó sẽ có một cái tác dụng phụ nhưng mà mình không nghĩ đến được, mình không nhìn thấy được. Nhưng đến khi mình thấy thì nó đã muộn rồi. Cho nên thường thì Hoài hay tư vấn cho khách rằng là những cái gì em tư vấn cho chị đều là thật lòng của em và em hy vọng chị nên nghe lời của em khuyên. Dạ, tôi xin hết. Đúng nghề luôn quý vị ơi. Đúng nghề luôn. Cảm ơn thí sinh Thu Hoài Nguyễn. Và chúng ta còn hai sự lựa chọn nữa dành cho thí sinh. Đầu tiên là thí sinh Candy Mai Phan mang số báo danh 14. Còn hai sự lựa chọn thôi, xin hãy chị hãy cân nhắc với sự lựa chọn của mình nhé. Cái này là đặt banker hay player đó. Vâng, câu trả lời, câu hỏi của Candy Phan Mai như sau. Nếu phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì bạn sẽ chọn cái nào? Trước tiên Candy Phan xin được gửi lời đến chào ban giám khảo cũng như quý cô chú cùng tất cả anh chị em có sự hiện diện trong đêm hôm nay. Cũng nhân dịp đây cho Candy xin phép được chúc ban giám khảo cũng như các cô chú, quý anh chị em
một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, tiền vào như nước, tiền ra như nhỏ giọt. Bibli này phát hành hè chưa? Và sau đây thưa Candy xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Nếu được lựa chọn gia đình hoặc là sự nghiệp thì Candy sẽ chọn gia đình, vì gia đình là nền tảng của sự nghiệp và gia đình cũng là tế bào chìa khóa hạnh phúc để tạo nên sự nghiệp trong xã hội. Candy xin được hết. Xin cảm ơn. Đúng là câu trả lời của một quý bà lúc nào cũng lo cho gia đình. Và thí sinh cuối cùng, chúng tôi xin mời thí sinh mang số báo danh 15, En Ngọc Anh Nguyễn. Bây giờ chắc là không còn sự lựa chọn nữa cho chị rồi. Cố lên chị. Tại sao bạn tham dự cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới năm nay? Nếu đạt vương miện Hoa hậu, bạn có những dự định và kế hoạch gì cho tương lai? Trước hết, Ngọc Anh xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả trong đêm nay. Ngọc Anh xin trả lời câu hỏi. Tại vì Ngọc Anh muốn tham dự cuộc thi Hoa hậu này để trải nghiệm cũng như để học hỏi và giao lưu với những cô thí sinh khác. Và trong tương lai nếu nếu Ngọc Anh có cơ hội hoặc là may mắn được làm hoa hậu đêm nay, trong tương lai Ngọc Anh cũng mong có thể giúp cho những đứa trẻ nghèo ở Việt Nam hoặc ở đâu đó cần những sự giúp đỡ của những người bên Mỹ, và làm những việc thiện cho giúp đỡ cho mọi người nếu mà Ngọc Anh có cơ hội. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, phần trả lời của thí sinh mang số báo danh 15, En Ngọc Anh Nguyễn, đã kết thúc phần thi ứng xử trong buổi tối ngày hôm nay.